Xin chào quý các bạn, trên tay mình đây là điện thoại BlackBerry Lip đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn xin thiệu các bạn video giới thiệu về dán cường lực của điện thoại BlackBerry Lip đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Hướng dẫn dán màn hình BlackBerry Lip. Hiện nay Di động Cao cấp.vn đang địa chỉ cung cấp tất cả những linh kiện của điện thoại BlackBerry nói chung và BlackBerry Lip nói riêng của khách hàng. Hiện tại chúng tôi luôn có sẵn tất cả các cái linh kiện của điện thoại BlackBerry Lip, từ dán màn hình, bao da, ốp lưng, phụ kiện, nói chung tất cả mọi thứ của điện thoại BlackBerry Lip đều có sẵn tại Di động Cao cấp.vn. Riêng đối với dán cường lực của BlackBerry Lip thì quý hàng chỉ cần đến trực tiếp các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn là có sẵn dán cường lực thay mới vì các bạn, rất là đơn giản thôi. Muốn dán được dán cường lực cho BlackBerry Lip thì đầu tiên quý hàng phải vệ sinh thật sạch cái màn hình, đề phòng bụi bẩn nó bám vào các cái khe kẽ làm cho dán màn hình nó không bám. Đó. Khi chúng ta đã vệ sinh sạch sẽ rồi thì chúng ta chú ý một chút là khi dán thì các bạn phải căn trước. Đây là cái tấm dán cường lực của BlackBerry Lip, chúng ta phải căn trước, nó cân rồi. Đó. Thì bắt đầu chúng ta mới bóc cái lớp 1 ở trên cái dán cường lực, nó ghi lớp 1, lớp 2. Đó, chúng ta bóc ra. Và chúng ta cân thật cân phía đầu màn hình. Phía đầu màn hình BlackBerry Lip thì nó có phần loa trong, tức là loa thoại và camera. Chúng ta phải cân căn chỉnh nó thật cân rồi thì chúng ta để nhẹ xuống một phát là nó xuống thôi. Đó, mình dán quen rồi thì không khó, các bạn chưa quen thì các bạn nên căn trước sau bắt đầu với dán thì màn hình sau khi dán nó rất là đẹp. Đó. Rất là đơn giản thôi. Vậy là mình đã dán xong màn hình BlackBerry Lip. Khi đã dán xong rồi thì bước cuối cùng là chúng ta vệ sinh thôi. Đó, vệ sinh cái màn hình cho nó sạch sẽ là được. Đó, rất là nhanh chóng an. Với tấm dán cường lực này thì quý hàng yên tâm sử dụng, có rơi va đập đi chăng nữa thì máy nó vẫn rất là bền, nó không bị ảnh hưởng gì cả. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video hướng dẫn dán màn hình BlackBerry Lip tại Di động Cao cấp.vn. Mọi thắc mắc quý khách hàng liên quan đến BlackBerry Lip, đến phụ kiện BlackBerry Lip, xin vui lòng liên hệ 024-66-75099 hoặc truy cập website www.di-động-cao-cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.